cùng chào đón mùa hè sôi động 2017 với CEG Music Festival, ngày hội âm nhạc dành cho các bạn trẻ yêu nhạc. Các thí sinh sẽ được tranh tài trong phần Classic, trình diễn những tác phẩm piano cổ điển với 5 bảng chia theo lứa tuổi và có 2 bảng dành cho các em đang học chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, nét mới trong ngày hội âm nhạc do CEG tổ chức năm nay chính là phần T-pop, nơi các thí sinh có thể thỏa sức thể hiện khả năng trình diễn nhạc cụ, khả năng ca hát của mình trong 2 bảng thi cá nhân và nhóm nhạc. Với phần thi mới này, CEG Music Festival hứa hẹn sẽ là nơi gặp gỡ, giao lưu cho những nghệ sĩ trẻ và mang lại nhiều màn trình diễn sôi động, hấp dẫn. Họp báo ra mắt và chính thức khởi động cuộc thi được diễn ra vào ngày 11 tháng 6 năm 2017 với những vị đại diện là trưởng ban tổ chức, nhạc sĩ Nguyễn Cường, pianist Phạm Quỳnh Trang và nhạc sĩ Lưu Quang Minh. CEG Music Festival, trải nghiệm âm nhạc thú vị mùa hè 2017. Hãy cùng bạn bè đăng ký tham gia ngay hôm nay nhé!